Trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia tang bên làm đến phát tang cho tất cả con cháu thân quyến của gia đình. Xin trân trọng kính mời ông. Con cũng xin tham gia và kính chúc để gọi các gia đình đến nhận tang của bà Maria. Gia đình ông Liễn cùng con cháu. Gia đình ông Lưu cùng con cháu. Gia đình bà Nhường. Gia đình bà Chiến cùng con cháu. Gia đình bà Đang cùng con cháu. Cô Vi, gia đình ông Thao cùng con cháu, gia đình ông Thế cùng con cháu, gia đình ông Sùng cùng con cháu, gia đình ông Giám và anh em con cháu, gia đình bà Kiên con cháu, gia đình ông Viết ông Việt con cháu. Gia đình bà Ngân và cô Hòa,
gia đình ông Ngân và cô Họa. Gia đình vật sinh và cô Họa. Gia đình Cố Hợp và anh em. Gia đình Cố Hợp và anh em. Còn những con cháu nào chưa có tang thì xin mời lên bàn được ban tổ chức để có lễ tang. Tiếp theo chương trình thì xin trân trọng giới thiệu ông Chánh Sứ Giáo sĩ Truyền tin lên để phân công và giới thiệu để ban triều công nội hiệu, và sau nội hiệu thì chúng ta tiếp tục bắt đầu bước vào viếng. Thưa gia tăng và nghi thức phân biệt gia sứ đã làm xong. Vậy bây giờ theo sự phân công, ban triều công cũng rồi sẽ phân công và xin mời ban triều công sẽ đổi hiệu để tiếp tục. Xin mời ông đã được phân công.